Xin chào các bạn đã đến với clip hướng dẫn của Robotics Việt Nam, robot-hút-bụi.vn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bảo dưỡng cho robot hút bụi iRobot Roomba. Để cho máy hoạt động ổn định và trơn tru cũng như là hiệu suất hiệu quả tốt nhất thì các bạn nên thực hiện cái việc bảo dưỡng định kỳ khoảng 6 tháng một lần. Nếu mà mình có thời gian nhiều hơn thì mình có thể bảo dưỡng 1 đến 3 tháng một lần. Ở đây thì mình cần cái dụng cụ rất là đơn giản thôi. Một chiếc tua vít 4 cạnh, một cái chổi quét bụi và một cái miếng khăn ướt. Chúng ta sẽ vệ sinh và bảo dưỡng toàn bộ các cái phần bánh xe, động cơ của máy. Thì tất cả nó sẽ nằm ở dưới phần mặt dưới của máy. Chúng ta sẽ lần lượt máy nhé. Và đầu tiên thì chúng ta cần kiểm tra cái phần bánh xe. Thì ở đây là hai cái bánh xe di chuyển và hai cái bánh xe này nó không có trục, cho nên là chúng ta không thấy cái vấn đề bị mắc tóc ở đây, thì chúng ta không cần phải bảo dưỡng hai cái bánh xe chuyển hướng này. Còn đây là cái bánh xe điều hướng thì có thể là nó sẽ bị mắc tóc, thì chúng ta kiểm tra cái bánh xe này bằng cách là chúng ta quay lấy ngón tay, chúng ta quay và chúng ta quay tiếp cả cái phần bánh xe. Nếu mà thấy nó bị rít lại hoặc nó vướng một cái gì thì chúng ta sẽ phải tháo cái bánh này ra bằng cách này. Giữ hai cái phần đầu bánh xe và chúng ta nhấc này. Đấy. Ở đây thì mình sẽ nhìn thấy các cái sợi tóc mình sẽ nhặt hết ra, các cái phần tóc lông mình sẽ nhặt hết ra. Này, các bạn chuẩn bị một chiếc tua vít mà có cả mặt hai cạnh và mặt bốn cạnh. Mình sẽ tậy cái phần bánh xe này, sau đó thì mình nhặt hết cái phần lông và tóc này ra. Ok, mình có thể lắp xuống. Đơn giản, đấy là đã vệ sinh xong cái phần bánh xe điều hướng. Tiếp theo là cái chổi quét. Chổi quét này thì nó sẽ bị dính tóc ít hơn, cho nên là cái này thì có thể 6 tháng các bạn cần phải tháo một lần thôi. Các bạn có thể sử dụng mặt hai cạnh hoặc bốn cạnh tháo cho cái chổi quét này đều được. Ở đây các bạn kiểm tra xem có tóc ở cái phần dưới này có, chúng ta sẽ nhặt ra. Sau đó thì chúng ta sẽ lại bắt vít chắc chắn này. Khi mà lắp vít thì các bạn sẽ giữ vào cái chỗ để không bị xoay. Ok, nghe, chúng ta đã vệ sinh xong cái phần chổi. Tiếp theo nữa đến chúng ta sẽ vệ sinh cái phần chổi hút chính nằm ở giữa máy, và chúng ta sẽ nhấc cả hai cái chổi ra. Mình kiểm tra ở phía trong, nếu như có tóc thì mình sẽ tự mình lấy cái tay mình nhặt hết ra. Ở đây có lông cái tóc mình nhặt hết ra. Các bạn xem cái phần màu vàng, cái đầu quay màu vàng, các bạn kiểm tra nếu như mà nó bị không quay được thì chứng tỏ nó đang bị mắc. Ở đây thì vẫn quay bình thường, tuy nhiên là chúng ta có thể kiểm tra chắc chắn hơn bằng cách là nhấc nó ra và xem ở trong có tóc hay có lông gì đấy thì chúng ta sẽ nhặt hết ra. Cũng tựa như với cái phần chổi cuộn tiếp theo, đây, chúng ta nhặt thì cả hai đầu, nếu mà có tóc thì nó nhặt hết ra. Sau đó thì mình sẽ lắp vào. Ok, nếu như mà cần thiết thì chúng ta sẽ dùng cái chổi này để chúng ta vệ sinh, nhưng mà không cần thiết thì thôi cũng được. Tiếp theo nữa thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đến cái phần vệ sinh các cái mắt cảm biến để cho máy nhận diện được cái mặt thảm và mặt sàn.
thì đây là có 6 cái mắt cảm biến, chúng ta sẽ dùng khăn ướt để lau các cái mắt này đi. Ok, chỉ cần như thế là sạch rồi. Còn một cái mắt này nữa là cảm biến cái sáng tối hay là sáng, chúng ta sẽ cho khăn ướt vào cái phần trong để chúng ta lau. Ok, vậy là xong. Tiếp theo nữa thì bây giờ mình đặt máy robot lên và thùng rác là cái nơi chứa rác và bẩn nhất của máy robot. Tuy nhiên thì có một cái chỗ lại rất là quan trọng ở trên cái thùng rác, đấy chính là cái màng lọc HEPA. Nếu như màng lọc HEPA mà bị tắc cái bụi thì nó sẽ không thoát được khí ra, dẫn đến là máy kêu to, tiếng ù ù. Không thoát được khí ra thì sẽ làm giảm cái hiệu quả hút của máy. Do vậy là theo mình thì khoảng một tuần đến một tháng các bạn nên vệ sinh cái màng lọc này một lần. Thì cái màng lọc HEPA này nó nằm ở phần trên nắp thùng rác. Chúng ta sẽ mở cái mũi theo cái mũi tên màu vàng và có một cái miếng vải màu vàng chúng ta cầm vào đây. Thì các bạn đặt sẵn cái màng lọc này ở miệng của thùng rác và chúng ta dùng cái chổi mềm để chúng ta quét hết cái bụi mà nó bám ở cái màng lọc HEPA này, thì nó sẽ tăng được cái khả năng thoát khí và khả năng giữ bụi ở lại cho cái màng HEPA này. Và tất nhiên là cái màng HEPA này thì chúng ta sẽ không thể giặt ở dưới nước được, vì nó sẽ làm cho cái chất HEPA này nó bị phồng ra và nó bị mủn ra, và chúng ta tuyệt đối không giặt dưới nước. Và chúng ta có thể, nếu như thùng rác gặp những cái bẩn như là có thể là nó hút cả nước chấm hoặc là những cái nước bẩn ở dưới sàn vào mà làm ướt cái khay thùng rác này, thì chúng ta có thể cho vào ngoài nước mà chúng ta rửa. Thì cái khay rác bằng nhựa này thì chúng ta có thể rửa dưới nước được. Tuy nhiên là cái màng lọc HEPA thì chúng ta sẽ không rửa được. Sau đó thì các bạn sẽ nắp vào. Trên đây thì mình đã hướng dẫn các bạn cái cách bảo dưỡng chiếc máy robot hút bụi của iRobot. Thì mình sẽ quay trở lại trong các cái clip hướng dẫn khác với những cái máy robot hút bụi khác. Xin cảm ơn các bạn đã xem cái clip của mình.